Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, đa phần nhắc tới nền văn học Ireland, chúng ta thường hay nhắc tới những cái tên của phái mạnh. Tuy nhiên, bằng ngòi bút sắc sảo cùng cái nhìn cởi mở, các nữ nhà văn Ireland đang dần khẳng định vị trí của mình trên văn đàn. Trong chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị các bạn một nữ tiểu thuyết gia thuộc hàng bestseller tại văn học Ireland, đó là nhà văn Maeve Binchy với tác phẩm Tuần Lễ Náo Mình. Đọc Tuần Lễ Náo Mình sẽ không khó để bạn đọc lý giải được vì sao Maeve Binchy là nữ tiểu thuyết gia thuộc hàng bestseller tại đất nước Ireland. Văn chương của bà không phải là thứ văn chương trau chuốt, đẹp tới ngỡ ngàng, không phải cuộc chơi ngôn từ đầy ma lực, lại càng không phải cuộc trình diễn những kỹ thuật chồng xếp phức tạp. Nó giản dị, đời thường, khiến người đọc luôn cảm thấy có mình thấp thoáng trong câu chuyện. Đó là một bà mẹ đơn thân suýt đánh mất cậu con trai ngỗ nghịch, hay một người cha già lão chưa bao giờ trò chuyện cùng đứa con lớn đầu. Khoảng cách thế hệ trong gia đình, đặc biệt giữa người mẹ với con cái, xuất hiện đậm nét trong tiểu thuyết của Maeve Binchy. Nhìn chung, những vấn đề thiết yếu của phụ nữ, tình yêu, làm mẹ, lập nghiệp đều được nhà văn dụng tâm thể hiện trên trang giấy, làm chúng ta khó lòng thờ ơ, lãnh đạm. Maeve Binchy đã khéo léo lồng ghép câu chuyện của một đất nước trong câu chuyện của từng cá nhân. Chúng ta sẽ nhìn thấy một Ireland mới, tràn ngập hơi thở hiện đại trong sáng tác của nhà văn nữ đương đại giàu cá tính này. Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Tuần Lễ Náo Mình của nhà văn Maeve Binchy, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin trân trọng được giới thiệu chị Lê Thị Thu Ngọc, biên tập viên nhà xuất bản Phụ Nữ. Xin chào Huyền Phương, xin chào khán giả truyền hình. Xin được cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa chị Thu Ngọc, là biên tập viên của cuốn sách thì chắc chắn là chị Ngọc đã có cơ hội để tìm hiểu rất nhiều những câu chuyện xung quanh về tác giả cũng như là lý do ra đời của cuốn sách này. Vậy thì chị có thể chia sẻ với Huyền Phương cũng như là khán giả của Sách và Cuộc Sống một phát hiện thú vị nào đó của chị trong quá trình biên tập cuốn sách Tuần Lễ Náo Mình ạ? Cá nhân tôi thì thoạt đầu thì chưa có nhiều cảm xúc với cuốn sách này. Tôi cảm thấy rằng cuốn sách, cái chất văn chương của nó thì nó hơi quá giản dị so với cái kỳ vọng của cá nhân tôi. Tuy nhiên sau đó thì sau khi biên tập xong cuốn sách và tìm hiểu thêm về tác giả cũng như tác phẩm thì tôi biết đây là cái cuốn tiểu thuyết thứ 17 và cũng là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của tác giả này. Đây là một cái bản thảo mà chưa hề được hoàn thiện. Thật đáng tiếc là Maeve Binchy đã không có cơ hội để trau chuốt cái cuốn tiểu thuyết của bà, thì bà đã qua đời. Chính vì vậy mà tôi mới vỡ lẽ ra rằng tại sao cái cuốn tiểu thuyết này lại giản dị đến như vậy. Và đó là một cái kỷ niệm cũng tương đối là bất ngờ khi mà tôi biên tập cuốn Tuần Lễ Náo Mình. Người ta vẫn thường nói rằng là nhà văn Maeve Binchy là một trong nữ tiểu thuyết gia thuộc hàng bestseller tại đất nước Ireland. Vậy thì với một tác phẩm bestseller thì thường phải đáp ứng những tiêu chí nào thưa chị? Có lẽ cái câu hỏi này sẽ còn tiếp tục gây tranh luận. Ngay trong cái quá trình mà chúng tôi triển khai cái cuốn tiểu thuyết này thì chúng tôi cũng đã có ý định là xin tài trợ dịch thuật cho cuốn sách. Tuy nhiên thì khi mà chúng tôi làm hồ sơ thì cái đơn vị quỹ trao đổi văn hóa thì họ lại từ chối cái cuốn sách này và chúng tôi cũng rất là ngỡ ngàng, không hiểu là tại sao lại như vậy. Và phía họ cũng có giải thích với chúng tôi rằng là cuốn sách là của một cái cây bút của số đông và đó không phải là cái tiêu chí mà họ hướng tới. Và đây cũng là một cái là câu hỏi của bạn dành cho tôi, nhưng cũng là cái câu hỏi mà từ ngày ấy nó theo đuổi tôi đến tận bây giờ, là một cuốn sách bestseller liệu có phải chỉ là một cuốn sách dành cho số đông hay không. Và có lẽ cái câu hỏi này thì tôi cũng không dám là đặt ra những cái tiêu chí, bởi vì cá nhân tôi thì tôi vẫn đánh giá một cái cuốn sách chỉ cần là nó tới được với độc giả và có thể làm cho bạn đọc cảm thấy rung động, thấy đồng cảm ở một góc độ nào đó thì cuốn sách đó cũng đã có thành công nhất định. Như chị Thu Ngọc cũng có chia sẻ, đó là Tuần Lễ Náo Mình là một trong những tác phẩm cuối đời của nữ tác giả Maeve Binchy, và cũng rất nhiều độc giả cũng chia sẻ là họ cảm thấy khá là tiếc nuối nếu như là bà có thêm thời gian để có thể là trau chuốt chỉnh sửa hơn bản thảo này. Vậy thì còn với cá nhân chị, trong quá trình biên tập cuốn sách thì điều gì khiến chị thấy tiếc nuối nhất? Tôi đặt rất là nặng cái kỹ năng biên tập, nên có lẽ là tôi đã
bỏ qua những cái cảm xúc chính từ những cái điều dung dị nhất mà cuốn sách mang lại. Đến khi tôi được tiếp cận với những bạn độc giả và lắng nghe thậm chí là cả những độc giả lớn tuổi và lắng nghe những cái chia sẻ, những cái tâm sự của họ, và tôi thấy họ lại dành một cái tình cảm rất là nồng nhiệt cho cuốn sách, họ rất là đón nhận cuốn sách, thì lúc đó tôi mới cảm thấy rằng là à, có lẽ rằng cái công việc biên tập của mình thì không chỉ là cái việc mà quá là chăm chút vào cái câu từ hoặc là đặt quá cao cái chất văn chương, mà đôi khi chúng ta còn cần phải hòa nhập vào với từng câu chuyện, với từng nhân vật, và hãy lắng nghe cái tiếng nói rất là đời trong tác phẩm. Với cuốn sách Tuần Lễ Nóng Mình thì tác giả đã lựa chọn một lối kể vô cùng đặc biệt, đó là chuyện lồng chuyện. Theo chị là với lối kể này thì sẽ giúp là tác phẩm trở nên hấp dẫn và đặc biệt hơn ra sao? Khi mà tôi biên tập cuốn Tuần Lễ Nóng Mình thì tôi thấy nó có một cái cách kể chuyện tương đối giống như là ở trong phim ảnh. Có lẽ là bạn và quý khán giả cũng không lạ gì với một bộ phim của Hollywood rất là nổi tiếng là bộ phim Yêu Thực Sự, Love Actually. Thì cái cuốn Tuần Lễ Nóng Mình của chúng tôi được kể cũng theo một cách là chuyện lồng chuyện như thế. Các bạn hãy cảm tưởng như là khi chúng ta đọc cuốn tiểu thuyết này thì cũng như chúng ta đến với một cái ngăn kéo, nhưng cái ngăn kéo đấy nó rất là kỳ diệu. Bởi vì khi chúng ta kéo cái ngăn kéo đó ra thì lại có một cái ngăn kéo nhỏ hơn nó xuất hiện. Và cứ như vậy, những cái câu chuyện về những con người nó chồng xếp lên nhau. Và có rất là nhiều nhân vật cần chúng ta phải theo dõi và phải lắng nghe. Thì theo tôi, Marv Binchy đã rất có lý và cũng khá thành công khi mà bà chọn cái cách kể chuyện như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là phong phú với cuộc sống qua những cái số phận nhỏ, qua từng cá nhân. Và tôi thấy đó là một cái điều thành công của cuốn tiểu thuyết Tuần Lễ Nóng Mình. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, đã có không ít độc giả Việt Nam chia sẻ rằng nếu khoan tính đến yếu tố bối cảnh thì dường như họ cảm nhận rằng là tác giả đang nhân nha kể lại những câu chuyện như tại ở Việt Nam vậy. Có lẽ bởi vì sự giản dị đời thường trong lối kể chuyện của Marv Binchy đã khiến bất kỳ người đọc nào khi đọc tác phẩm này đều luôn cảm thấy có thấp thoáng bóng hình của mình ở trong đó. Mẹ đơn thân, cụm từ đã không còn xa lạ với cuộc sống hiện đại hôm nay. Nhưng dù đã được nhìn nhận nhiều hơn thì theo chị Lam Linh vẫn còn rất nhiều những ánh nhìn thiếu thiện cảm của người đời trong một lựa chọn có phần không giống với nhiều người bình thường khác. Vì thế, khi đọc câu chuyện về người mẹ đơn thân Rigger mà nhà văn Marv Binchy đã mô tả trong cuốn sách Tuần Lễ Nóng Mình, chị như tìm được người bạn đồng cảnh ngộ. Trước đây mình cũng đã đọc những cái câu chuyện về bà mẹ đơn thân ở nước ngoài rồi, cũng rất là nhiều, cậu thậm chí cả của Nhật, của Hàn. Mình cũng và bây giờ như kiểu là có một cái sự tương đồng, cái xã hội của phương Tây và xã hội của phương Đông khác nhau rất là nhiều trong cái quan niệm về mẹ đơn thân. Nhưng có một điểm chung là họ đều đau đáu với cả cái tình yêu thương dành cho con mình, và đều đau đáu với cái việc làm thế nào để nuôi con trưởng thành, phát triển và không bị dị nghị bởi xã hội. Không riêng những người mẹ đơn thân như chị Lam Linh, chị Nghiêm Thủy Dung cũng như tìm được chính mình trong các câu chuyện của Tuần Lễ Nóng Mình. Bởi chị nhận ra, người phụ nữ dù ở đâu hay hoàn cảnh nào thì cũng đều có một điểm chung là tình yêu thương và sự bao bọc đối với đứa con mà mình đã rứt ruột sinh ra. Trong cái suy nghĩ của người ta, dường như người ta không quan tâm bất kỳ một điều gì khác ngoài đứa con mình. Và trong cái tầm mắt của người ta, trong trái tim của người ta là không còn một cái gì khác ngoài đứa con của mình. Tôi nghĩ là bất kỳ một người phụ nữ Việt Nam nào khi mà đọc nó thì cũng sẽ cảm thấy bóng hình của mình ở trong hình ảnh của nhân vật. Chính bởi cái cách kể nhẩn nha bình dị, bởi những câu chuyện hết sức đời thường ấy, nên Tuần Lễ Nóng Mình, dù không gian là đất nước Ireland xa xôi, nhưng vẫn hết sức gần gũi và được độc giả Việt Nam đón nhận. Tuy là một câu chuyện về một đất nước xa xôi, nhưng mà nó rất đời thường và dung dị. Tôi thấy được hình bóng của những người mẹ, người chị ở trong đấy. Cuốn sách này, đối với mỗi người mẹ, thì ngoài cái chuyện là để nâng lên cái tình yêu của người mẹ dành cho con, thì mình nghĩ là ở trong đấy nó cũng là một bài học dành cho những đứa con, mà ngay cả là dành cho mỗi người mẹ.
Có lẽ những câu chuyện gần gũi trong tuần lễ náo mình sẽ còn phát triển sâu hơn, giàu cảm xúc hơn nếu tác giả không qua đời và dường như bà chưa kịp chỉnh sửa thêm cho bản thảo. Tuy nhiên, vượt lên sự trau chuốt của ngôn từ, câu chuyện của từng nhân vật cứ thấm sâu vào tâm trí người đọc, giúp mỗi người tự rút ra những bài học sâu sắc về tình yêu, làm mẹ, lập nghiệp cho chính mình. Những câu chuyện của người phụ nữ Ireland cũng khiến cho Huyền Phương hay là bất kỳ độc giả nào khi đọc thì họ cũng sẽ cảm thấy thấp thoáng có bóng hình của mình trong đó, hay là những câu chuyện của những người xung quanh mình. Còn với cá nhân chị Thu Ngọc thì sao ạ? Và theo chị thì điều gì đã giúp cho những câu chuyện này trở nên gần gũi với chúng ta đến như vậy ạ? Tôi có thể nói tới hai vấn đề, đó là vấn đề mẹ đơn thân và vấn đề là những người phụ nữ lập nghiệp. Có lẽ chúng ta cảm thấy rất là gần gũi với những vấn đề này ở xã hội Việt Nam. Và chúng ta nghĩ rằng xã hội phương Tây họ rất là cởi mở, họ rất là xem nhẹ cái câu chuyện là cần phải có một cái gia đình trọn vẹn, con cái phải có cả bố lẫn mẹ. Thế nhưng mà khi đọc cái cuốn tiểu thuyết Tuần lễ nóng mình này thì là tôi và cũng như rất là nhiều bạn đọc của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam mới vỡ lẽ ra rằng là hóa ra là cái xã hội châu Âu họ vẫn có những cái sự ràng buộc và thậm chí là có những cái ánh nhìn kỳ thị dành cho những phụ nữ đơn thân, những người mẹ đơn thân hoặc là những cái người phụ nữ mà phải trải qua rất là nhiều những cái va vấp trong cuộc sống và họ phải tự vươn lên thì họ vẫn gặp rất là nhiều rào cản. Từ câu chuyện của từng cá nhân, cả cũng đã khéo léo lồng ghép trong đó để giới thiệu về những câu chuyện của đất nước Ireland và vấn đề của thời cuộc như thế nào, thưa chị? Cuốn sách nó chạm vào những cái góc đời nhất trong cuộc sống. Ví dụ như là những cái câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ về mẹ đơn thân, về phụ nữ lập nghiệp. Thế nhưng mà tuy nhiên nó còn có cả những cái câu chuyện mà không chỉ của riêng giới nữ. Ví dụ như câu chuyện về khoảng cách thế hệ giữa bố mẹ và con cái, hoặc là một cái câu chuyện khác cũng rất là thân thuộc và dễ khiến cho chúng ta đồng cảm, là câu chuyện của một cô gái mà tới tuổi 30 rồi và vẫn chưa lập gia đình, và cô ấy vẫn luôn luôn phải chịu cái áp lực, có nghĩa là phải đi tìm được một người bạn đời hoặc là một người yêu. Thì điều đó là điều mà chắc hẳn là cũng không xa lạ gì với cả cái đời sống của chúng ta tại Việt Nam. Và sau cứ mỗi cái trang sách thì tôi lại khám phá ra một cái câu chuyện và làm cho cá nhân tôi thấy là thật sự ngạc nhiên, vì nó không hẳn là những cái câu chuyện về thế cuộc, nhưng mà nó là những cái câu chuyện mà có sức hấp dẫn và nó vẫn mang cái tính thời sự cho tới cái thời điểm mà chúng ta đọc sách. Và bên cạnh việc lột tả các vấn nạn của xã hội mà ở đó thì không ít người phụ nữ phải gánh chịu và đôi khi là không dám lên tiếng tố cáo, thì Huyền Phương còn thấy ở đó hình ảnh những người phụ nữ đương đại rất là giàu cá tính. Vậy thì theo chị là những người phụ nữ hiện đại ngày hôm nay khi đọc tác phẩm này thì sẽ có cho mình được thêm những điều mới mẻ gì ạ? Có lẽ là những người phụ nữ hiện đại và cá tính thì họ sẽ, có lẽ là họ sẽ có những cái giây phút lắng lại sau khi mà họ đọc Tuần lễ nóng mình. Ở đây thì các bạn thấy cái nhân vật chính của cuốn sách là nhân vật Chicky, cũng là một người phụ nữ mà thất bại trong cái việc đi tìm tình yêu của mình và cũng luôn luôn bị gia đình xem nhẹ. Trong khi các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy rằng là các thành viên trong gia đình của Chicky thì luôn luôn chỉ nhìn nhận cô, vẫn luôn luôn là một cô bé mà đi nhặt trứng gà và cho gà ăn ở trang trại, ngay cả khi cô đã bước qua cái lứa tuổi 30. Thế nhưng chúng ta thấy rằng Chicky vẫn rất là bình thản, vẫn rất là kiên nhẫn khi mà vượt qua những cái định kiến đó. Và như vậy có nghĩa là những người phụ nữ, mặc dù họ có thể trải qua rất là nhiều va vấp, họ có thể yếu đuối, nhưng họ hoàn toàn có thể mạnh mẽ một cách rất là bình dị, lặng thầm. Thì tôi thấy đó cũng là một góc nhìn mới của cuốn tiểu thuyết Tuần lễ nóng mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Lê Thị Thu Ngọc đã dành thời gian để tham gia chia sẻ về một cuốn sách hay và thú vị. Cảm ơn Huyền Phương. Thưa quý vị và các bạn, tới đây thời lượng dành cho chương trình Sách và Cuộc Sống cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.